Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Little Singham. Let's go. Tựa game này thì mới update cho nên có thể vào game nó hơi chậm một chút. Rồi ok. Let's go. Ok, con nữa thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Bên đi. Let's go.
Chapter 1, Moving Picture. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down for, old friend. Ok, các bạn phải đợi kéo cái này lên. Khi đó thì kéo xong, rồi cánh cửa lên sẽ mở ra. Và cánh cửa này đang mở ra thôi. Tiến sâu vào trong nào. Let's go. Rồi vào đây thì các bạn phải đi tìm 6 món đồ, sau đó sẽ đặt vào 6 cái trụ này. Món đồ đầu tiên sẽ ở gần đây. Oh my god. Joey, what were you doing? Oh my gosh. Ba món đồ rồi, còn 3 món đồ nữa thôi. Món đồ thứ tư. Rồi và món đồ cuối cùng ở trong này. After I left, guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Let's go. Two, three, four, five, six. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Rồi mình sẽ dập cầu dao ở đây xuống. Oh my gosh.
come in handy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ kênh thứ ba. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh tiếp theo, Playbox 2. Let's go. I need your car. Oh, nó có xuống xe rồi, tiêu diệt luôn. Oh my gosh, bị bắn ngay từ đằng sau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Mở lên. Okay, let's go. Súng này đi. Wow, nhầm súng rồi. Nhưng không sao. Chiến thôi. Tàu đang đi. Let's go. Trong lọ này có vẻ hơi yếu một chút mà thời đại rất là chậm. Wow wow wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Taxi Sim 2020. Let's go. Thank you.
Ok. Nãy màn hình kia giờ lại còn ngược lại. Tại thật có điều này đâu. Oh my god, chỉ mất 20 đồng rồi. Rock Radio 89.2, now for a classic driving tune. For all you motorheads out there, beat the pedal to the metal. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Chapter 1. Đây không có gì. Món đồ đầu tiên. Món đồ thứ hai. Có vẻ mình sắp hết nọ rồi. Tao phải đi tìm uống nước kia thôi. Đây rồi. Thank you.
Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những món đồ ở trong này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Escape Matter. Oh my god, cái đó thì không được. Rồi, phải đi từ từ thôi. Ok. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây và gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.